Tin chính thức từ bác sĩ trực tiếp điều trị, Phi Nhung phải trải qua bước đánh giá cực kỳ quan trọng. Đến nay đã tròn một tuần lễ, ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người vô cùng lo lắng vì tình trạng chuyển nặng do nhiễm COVID-19. Trước những thông tin thất thiệt liên quan đến bệnh tình của nữ ca sĩ bị lan truyền, trong những ngày qua, phía quản lý và những người thân cận liên tục cập nhật tình hình để trấn an người hâm mộ. Đặc biệt, sáng nay, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, Phi Nhung chưa hoàn toàn tỉnh hẳn như đã có bước tiến triển cực kỳ tuyệt vời. Hiện Phi Nhung đã ngừng lọc máu để đánh giá, ăn thua hay không là ở lần đánh giá cực quan trọng này. Tuy phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải sử dụng máy trợ thở. Cô đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc mới chuyển vào viện. Sau 7 ngày tích cực điều trị tại khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy quận 5, lần đầu tiên Phi Nhung có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ, thậm chí còn gượng ngồi dậy được. Tuy nhiên, Phi Nhung cần thời gian để hồi phục, dù đã thoát khỏi nguy kịch, nhưng so với người bình thường thì vẫn còn rất yếu, đôi lúc vẫn hôn mê. Chính vì thế vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ và những lời cầu nguyện, cầu an từ mọi người. Phía quản lý của Phi Nhung cũng xác nhận rằng Phi Nhung đang ngày một tốt lên. Những ai đang cố tình đưa tin sai sự thật về Phi Nhung, hãy nghĩ tới những đứa trẻ mà chị đang nuôi. Tụi nhỏ đã mồ côi một lần rồi, xin đừng trù ẻo cho tụi nhỏ mồ côi lần nữa. Những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung hãy tiếp tục góp cầu nguyện để chị ấy sớm ngày bình phục, để tiếp tục hoàn thành thiên chức làm mẹ. Tuy rằng Phi Nhung đã tiến triển rất tốt nhưng vẫn tràn lan trên mạng thông tin giả, cho rằng nữ ca sĩ qua đời nhưng giấu thông tin. Quản lý của Phi Nhung mong muốn tất cả mọi người nên chọn lọc trước khi chia sẻ hay đón nhận tin tức. Mới đây, Việt Hương đã liên tục trở thành nạn nhân của tin giả và phải bức xúc lên tiếng. Hiện nay, có một số người trù ẻo tôi và ekip của tôi nhiễm bệnh. Họ cũng trù ẻo cả Phi Nhung qua đời, nguy kịch này nọ. Những người này làm vậy một là câu view, câu like, hai là cố tình kiếm chuyện. Họ nói Phi Nhung như vậy là vô cùng ác đức, cố tình câu người khác vào chửi mình để mình có nhiều view. Vì thế tôi sẽ không đọc tên những kẻ đó lên vì làm thế sẽ càng câu view cho chúng. Tôi nói thẳng, những kẻ này là những kẻ sống không có tính người và khẩu nghiệp. Người ta bệnh tật như vậy mà còn nói thế được. Chưa kể, chúng còn trù ẻo nguyên cả gia đình tôi và ekip của tôi, đến những người ăn cướp phạm tội vô tù mà bị bệnh. Các y bác sĩ vẫn cứu. Người ta bị bệnh chứ có làm ảnh hưởng đến họ đâu mà họ lại vào chửi một cách kinh khủng như thế. Tôi cũng không biết vì sao, tôi chỉ đem gạo đi cứu trợ thôi mà họ chửi luôn cả tôi lẫn Phi Nhung, chửi rất nặng nề. Ít ai biết được rằng người đã hỗ trợ nữ ca sĩ chuyển viện ngay trong đêm chính là vợ chồng Việt Hương, Hoài Phương. Theo tiết lộ từ một người em thân thiết của nữ danh hài, trong lúc trò chuyện với nhau Việt Hương đã bất ngờ ngưng ngang và cho biết, tới công chuyện nữa rồi, gấp lắm, phải đi ngay. Chuyến đi này của nữ danh hài không phải để tặng quà bánh cho bà con nghèo, gặp khó khăn mà là hỗ trợ người em thân thuộc của mình khi tình trạng mắc COVID-19 trở nặng. Người đã ngồi trên xe cứu thương chạy tới Bệnh viện Gia An 115 để đón ca sĩ Phi Nhung chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào giữa đêm hôm đó, không ai khác hơn chính là vợ chồng Việt Hương, Hoài Phương. Đêm trước đã không ngủ để cùng bình tinh lo hậu sự cho nghệ sĩ Bạch Mai đến gần 3 giờ sáng mới về nhà. Đêm hôm sau lại không ngủ để lo cho sức khỏe Phi Nhung. Về nhà hai vợ chồng lại cặm cụi vô quà, ghi danh sách đi tặng quà cho người nghèo. Người này chia sẻ, không ngại khó khăn, vất vả. Ngay trong đêm sau khi nhận được thông báo, vợ chồng Việt Hương đã tức tốc lên đường chuyển viện giúp Phi Nhung. Trước đó, cả hai cũng chính là người giúp đỡ bình tinh lo liệu hậu sự cho cố nghệ sĩ Bạch Mai đến tận 3 giờ sáng. Tuy nhiên, tấm lòng vì cộng đồng cũng như tương thân tương ái của cặp đôi lại bị một số người không hiểu rõ cố tình moi móc, chửi bới vô cớ cho rằng nữ danh hài đang muốn đánh bóng tên tuổi của mình. Mới đây, diễn viên Hoàng Mập tiết lộ, vợ chồng Việt Hương đã cọc 200 triệu để mua chiếc xe thứ 5 làm từ thiện. Như vậy, đây là chiếc xe thứ 5 trong 5 tháng qua mà nữ danh hài đã mua nhằm hỗ trợ bà con nghèo. Theo hình ảnh Hoàng Mập chụp lại từ cuộc nói chuyện với đàn em, thì lý do khiến Việt Hương mua thêm xe là vì không đủ xe chạy.
Hoàng Mập cũng bày tỏ sự nể phục, hãnh diện về vợ chồng Việt Hương. Chia sẻ riêng với phóng viên, Hoàng Mập nói, trong thời buổi này, hai từ thiện nguyện hay từ thiện rất nhạy cảm, lên mạng thấy ai cũng có thể nguyền rủa được, dù nghệ sĩ tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện cũng bị chửi. Những gì Việt Hương làm là bằng cái tâm ngay thẳng, vì cộng đồng, vì người nghèo lúc này, vì chỉ người nghèo họ mới cần 10 kg gạo, mắm, muối, đường, sữa, nhất là những khu nhà trọ của công nhân phải cách ly. Việt Hương phải hiểu được điều đó để bỏ qua hết những chuyện cộng đồng mạng nói không đúng về mình. Ví dụ mua xe cứu thương, xe mai táng thì bảo, trù ẻo người ta chết hay sao? Nói chung, mình không làm vừa lòng tất cả được. Nhiều người bị nói vậy họ sẽ nản chí không làm nhưng Việt Hương vẫn làm. Thật sự, những việc làm của vợ chồng Việt Hương và ekip bên đó không phải việc bình thường nữa rồi. Nói thì ích kỷ, hẹp hòi nhưng nhiều khi tôi khuyên Hương nên ở nhà, dịch bệnh phức tạp, đừng làm nữa, dịch không chừa ai hết. Từ trẻ tới già, từ người giàu tới người nghèo, lâu lâu báo chí vẫn đăng tin, những người tuyến đầu ra đi, người làm thiện nguyện mắc dịch rồi cũng đi, sức khỏe quan trọng lắm, lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi nói thì nói mà việc Hương làm vẫn làm, nói hoài không được thì tôi chỉ biết ủng hộ bằng tinh thần, quan tâm hỏi han, chia sẻ tâm sự. Một ngày Việt Hương tiếp mấy trăm cuộc điện thoại xin giúp cái này, cứu cái kia, cả ekip làm đâu ai có lương nhưng ai cũng sốt sắng, chạy đi cứu người này người kia. Ngay như tôi là người ngoài cuộc mà một ngày cũng nhận không biết bao nhiêu điện thoại cầu cứu xin giùm Việt Hương, nói giùm Việt Hương, chỗ em cần cái này, chỗ em cần cái kia dù 12 giờ đêm hay 1-2 giờ sáng. Mình là người ngoài cuộc còn nhận không biết bao nhiêu cuộc thi Việt Hương một ngày, nhận bao nhiêu cuộc gọi nữa. Việt Hương đã làm tới giây phút này là quá nể, dám xông pha vào chỗ ép không như vậy. Hai vợ chồng mua tới 5 chiếc xe, tôi chỉ biết dùng từ kính nể thôi chứ không biết nói gì nữa. Chỉ biết cầu mong mau hết dịch, để Việt Hương trở lại sân khấu, lung linh. Giờ Việt Hương càng ngày càng tàn tạ, mặt nổi mụn, quần áo thì xộc xệch, ăn ngủ không đúng nơi đúng chỗ, mình nhìn mà thương lắm. Hoàng Mập cũng cho hay, mỗi khi anh khuyên Việt Hương bảo vệ sức khỏe thì ngược lại, chính nữ nghệ sĩ lo cho anh. Hương nói, tôi đi làm mà chỉ lo cho ông thôi. Việt Hương bảo tôi, ông ở yên trong nhà đi, ông béo phì, nhiều bệnh nền, ông dính dịch một cái là chết chắc, không cách nào cứu hết, ông ở yên một chỗ đi. Mình cũng muốn xông xáo đi ra ngoài kia giúp người ta nhưng chỉ sợ chưa giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho người ta nữa. Hoàng Mập tâm sự, danh hài cũng tiết lộ, trong thời điểm này, Việt Hương nặng gánh rất nhiều về kinh tế khi gồng gánh nhiều công ty, lo cho hàng trăm nhân viên của mình và chưa biết khi nào mới đi diễn, đi quay lại. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn xông xáo, nhiệt huyết với từ thiện, sẵn sàng lấy tiền túi ra cứu giúp bà con nghèo.